giới. Nay chúng ta học tới cái giới gọi là không nói dối. Tiếng Việt thì dịch là con xin vâng giữ điều học, nguyện không có nói dối, tức là nói sai sự thật. Cái chữ Veramani ở trong tiếng Pali á, có nghĩa là con xin huân tu cái tâm. Con xin huân tu cái tâm, cố gắng luyện cái tâm. Và cái tâm nó luôn luôn thấy sự thật và không có nói sai sự thật. Mà nói sai sự thật á, và nói trúng sự thật nhiều lúc nó rất nguy hiểm lắm. Ngay cả như nói đúng sự thật gây tác hại. Cho nên Đức Phật nói là nói hài hòa, tức là nói làm sao cho nó hợp thời, hợp cảnh, lợi mình, lợi người. Chứ không phải nhất thiết là chỉ có nói đúng sự thật. Nói đúng sự thật thì nhiều lúc gây tác hại cũng lớn lắm, hoặc hại mình, hại người. Có những sự kiện không nói được, vì nói ra sẽ có hại, mặc dù nó là sự thật. Nhưng mà trong cái giới không nói dối á, thì nó có nhiều thứ để nói lắm. Nói ỷ ngữ, nói sai sự thật, nói đùa nữa. Ngay cả nói đùa Phật cũng cấm. Phật nói tại vì nó tác hại vào trong cái thức và dẫn tới tái sanh trong cảnh khổ. Cho nên Đức Phật ở trong Kinh Trung Bộ, Ngài dạy nếu gặp nhau chỉ có hai điều đáng nói. Một là bàn luận chánh pháp những điều Phật dạy cho nó tỏ rõ để mà thực hành cho đúng. Hai là giữ im lặng, không nói chuyện này chuyện kia, chuyện vớ vẩn ngoài đời, chuyện gì hết. Mình đã quyết tâm mình tu hạ thủ công phu để giải quyết sanh tử luân hồi thì không có cái việc gì quan trọng hơn là sanh tử luân hồi. Phật dạy giống như là người có cái đống lửa ở trên đầu lo phủi đi, nó cháy nóng quá chịu không nổi. Hoặc là như cái anh chàng tử tù mà ôm cái chén dầu đi trong phố, hễ rớt một hồi giọt dầu thì rụng đầu, bị chặt đầu. Phải sợ như vậy đó thì tu mới nổi. Ngài La Hầu La ưa có cái lúc còn gia nhập tăng đoàn còn trẻ, và vì còn trẻ cho nên Ngài ưa nói đùa với các vị trưởng lão. Và Đức Phật biết, cho nên Đức Phật thân hành một ngày Đức Phật đến thăm cái cốc của Ngài La Hầu La. Ngài La Hầu La thấy Đức Phật lại mừng lắm, mới lấy cái thau nước ra để rửa chân cho Đức Phật. Tại Đức Phật đi đâu cũng đi chân không à. Lúc này tăng chúng này kia đi không những dép mà còn đi giày, đi sang trọng, chứ còn Đức Phật đi chân không. Thế sau khi rửa chân xong, Đức Phật mới hỏi Ngài La Hầu La, này La Hầu La, cái nước này còn dùng được gì nữa không? Ngài La Hầu La nói, bạch Đức Thế Tôn, nước đã dơ, không dùng được gì nữa. Đức Phật nói, cũng như thế, cũng như thế. Người tu hành theo Phật mà không giữ giới cái khẩu thì giống như nước này đã dơ, không còn dùng được cái việc gì hết. Rồi Ngài lại hỏi, nếu không dùng được thì làm sao đây? Thì Ngài La Hầu La nói, bạch Đức Thế Tôn, thì đổ đi. Đức Phật nói, cũng như thế, cũng như thế. Người tu Phật mà không giữ được cái khẩu, tạo nên khẩu nghiệp thì vứt bỏ, chẳng có gì xứng đáng hết đó. Và Đức Phật cầm cái thau đó hất nước ra ngoài. Xong rồi Đức Phật lại hỏi Ngài La Hầu La, này La Hầu La, cái thau này còn có thể đựng cơm được không? Ngài La Hầu La khóc rớt nước mắt, nói bạch Đức Thế Tôn, thau đã dơ. Dẫu là nước đổ đi rồi nhưng mà thau đã dơ, không thể đựng cái gì được. Đức Thế Tôn nói cũng như thế, cũng như thế. Người đã nói dối, người đã nói không trúng sự thật, đã phạm giới thì giống như cái thau nó đã dơ, mà lại không biết tạm quý sám hối, không biết xấu hổ về cái hành động của mình, thì giống như cái thau dơ này không dùng được cái gì hết á. Thế rồi Đức Phật cầm cái thau quăng ra ngoài đường. Giống như người tu Phật mà không giữ được giới thì giống như cái thau vứt bỏ ngoài đường, không có cái gì thành tựu được hết. Và trong Kinh Trung Bộ, Đức Thế Tôn cũng nói rất rõ, dẫu là các ngươi cạo đầu, đắp y, đứng sát kế bên Như Lai,
mà tâm không bỏ được tham sân si, không giữ được giới nghiêm trì, thì cách xa Như Lai ngàn ngàn trùng, ngàn ngàn dặm. Cho nên tu tập chúng ta phải giữ giới. Giới rất là quan trọng. Giới nơi thân, nơi khẩu, nơi ý. Mà nó biểu lộ qua 8 cái pháp oai nghi, đi đứng nằm ngồi, là 4 cái pháp chính. Phải nhận biết mình đang làm cái gì, giữ cho thật nghiêm trì. Nhất là cái miệng, nhiều lúc vui nói tới nói lui, nói đùa, và tất cả những cái đấy đều đưa tới cái sự tác hại, đưa vào trong cái thức và tiếp tục sanh tử ưu bi phiền não. Thế giữ giới rất là dễ thôi, không nói luôn tịnh khẩu. Và ngài La Hầu La sau khi nghe Phật dạy như vậy, rớt nước mắt khóc và phát nguyện: Bạch Đức Thế Tôn, kể từ nay con xin tịnh khẩu. Gia nhập tăng đoàn 7 tuổi, tới 19 tuổi chứng A-la-hán, tức là có 12 năm thôi. Đó, mà lúc gia nhập tăng đoàn còn trẻ, tới 19 tuổi chứng A-la-hán. Và sau khi chứng A-la-hán xong, ngài lên bạch Phật xin phép nhập Niết Bàn, ngài không có còn muốn ở lại thế gian nữa. Tại xong việc rồi, không còn tái sanh nữa, ở lại thế gian này vô ích, cho nên ngài nhập Niết Bàn. Ngài là cái vị sau khi chứng A-la-hán là nhập Niết Bàn luôn, không tha thiết gì đi hoằng pháp gì hết đó. Đức Phật chấp thuận cho ngài được nhập Niết Bàn. Thế thì 19 trừ cho 7 là 12, có 12 năm mà tu học và chứng A-la-hán. Ở đây sư thấy có nhiều vị tu mấy chục năm rồi, đâu phải ít đâu, phải không? Tóc cũng bạc hết trơn rồi, không biết chứng gì. Phải bắt làm sao cười. Đừng mơ ước những gì cao xa. Trong bài kinh của kệ, trong bài kệ của Sariputta đó: Đừng mơ ước những gì cao xa, đừng cầu cạnh những gì nơi chư thiên thần thánh. Vì khi tới cái vận nó hết rồi, lửa hết rồi, thì là cũng run sợ như nhau. Tất cả chỉ có cái ngọn đèn trí tuệ giúp ta đi trong đêm tối bão bùng khi rời cái thân xác này. Mà nếu không có đèn tuệ thì chắc chắn là đi trong tâm tối, tức là đi trong cái cõi vô minh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, 4 đường ác đạo. Mà muốn vậy thì phải giữ giới cho nghiêm trì. Ở đây sư thấy cũng có nhiều lúc có quý vị cũng hồ hởi phấn khởi lắm, nói nó cũng hơi nhiều. Nói nhiều thì quý vị chịu quả thôi, sư nghe mà sư không để ý làm gì mấy cái chuyện đó. Nhưng mà thương những người đi tu đã vất vả bỏ nhà bỏ cửa lên đây tu mà nói nhiều quá, mà nói những chuyện không có liên quan gì tới cái chuyện tu tập hết á. Chuyện mưa, chuyện gió, chuyện đời, chuyện nắng, chuyện mưa, rồi chuyện chợ cá này kia cũng đem ra nói, thì tâm rồi là phê bình này kia, đâm ra ngã sở bỉ thử, hơn thua, là làm cho cái tâm mình nó không có được thanh tịnh, cản trở trên cái con đường tu học. Cho nên trong bài kinh Mangala Sutra đó, bài kinh Điềm Lành Hạnh Phúc đó, Đức Thế Tôn dạy chư thiên xuống hỏi ngài thế nào là điềm lành hạnh phúc. Đức Thế Tôn nói: thân cận người hiền trí, xa lánh người ác. Tại vì chúng ta gần người ác, nó nói hoài, mình nó trả lời nó riết, mình cũng bị nhiễm như nó. Cho nên tốt hơn tránh. Ác đây không phải là giết chóc gì hết á, mà ác là ác pháp. Ác pháp là những cái pháp bất thiện làm cho chúng ta không tu tập được, không được thanh tịnh. Chứ không phải ác pháp là giết chó, giết mèo, giết người mà gọi là ác pháp. Những cái pháp nào dẫn tới sự cảm xúc dục lạc đều gọi là pháp bất thiện. Cho nên giữ giới cố giữ, nhất là cái giới khẩu. Khi giữ được cái giới khẩu thì ý nó được thanh tịnh. Tại vì không nói được thì cái ý lâu ngày nó được huân tu, nó sẽ thanh tịnh. Mà ý thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, mà thân thanh tịnh thì coi như là đã hoàn thành được cái giới. Coi như đi được 50% đoạn đường. Nay sư nhắc nhở sư quý vị sơ sơ về cái giới khẩu, cố gắng giữ, không nói luôn thì càng tốt, mà nói ra thì là chỉ nói theo chánh pháp thôi. Những cái gì cần phải nói ngắn gọn, ai hỏi cái gì cần phải trả lời ngắn gọn và trả lời đủ và thôi, không có nói nữa.
càng nói nhiều chừng nào thì tâm nó càng tán loạn chừng đó. Cổ đức có nói là há khẩu thành khí tán, động lưỡi thị phi sân. Động lưỡi là có thị phi, mà mở miệng ra thì cái năng lực của mình nó bay đi mất, nó không có tập trung được, ảnh hưởng tới việc tu tập của mình rất nhiều. Mà nếu chúng ta quan tâm tới sanh tử luân hồi là hệ trọng, thì hạ thủ công phu không nói luôn, không nói coi như là đóng được cái miệng là nó là có phước lớn rồi đấy, tu được 50% rồi đấy. Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm. Mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm,